Thân mến, chào mừng các bạn trở lại kênh học tiếng Anh miễn phí của Mr. Long Linh. Chúng ta tiếp tục với cái lượt giải các đề thi học kỳ 1 các bạn ha. Và bây giờ chúng ta đã sang cái đề số 2 rồi. Cái đề số 1 thì cũng đã làm xong các bạn xem xong rồi. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu với cái đề số 2 này. Đề số 2 này cũng tương đối trung bình thôi các bạn. Nói chung thì ở cái ngưỡng mà không khó lắm mà cũng không dễ lắm các bạn. Thì trong này mình sẽ cố gắng tập hợp những cái đề mà nó khó, những đề mà nó khó hơn một xíu nữa thì càng về sau thì thầy sẽ, nói chung thì mỗi năm thì thầy hoàn thiện khó dần cho các bạn ha. Thì đảm bảo làm sao trên kênh của thầy thì là từ cấp độ yếu nhất cho đến cấp độ giỏi đều các bạn đều có video, các bạn đều có thể xem được hết các bạn ha. Rồi, bây giờ chúng ta vào đề số 2 này. Như mọi khi thì cái phần nghe và phần nói thì các bạn cứ xem, các bạn cứ học kỹ từ Unit 1 đến Unit 8 trong cái chương trình sách giáo khoa mà mình đã dạy hết cho các bạn rồi đó. Mình đã giới thiệu hết cho các bạn rồi đó nha. Rồi, thì các bạn sẽ làm tốt cái phần nghe và phần nói. Bây giờ phần trong các cái video này thầy chủ yếu giúp các bạn hoàn thiện những cái kỹ năng còn lại. Rồi, phần 1 này, chọn cái phương án tốt nhất để điền vô mỗi cái chỗ trống đó. Thế thì các bạn để ý này, một người này, người mà không thể nói hoặc không thể nghe thì được gọi là gì các bạn? À, vừa câm vừa điếc, hay vừa không nói được vừa không nghe được, người ta hay dùng cái từ này đó, a deaf mute, đó là vừa không nói được vừa không nghe được đó, các bạn nhớ nha. Câu 1, câu D. Rồi, câu 2. Câu 2 là tôi đang sống ở trên tầng 3. Tôi đang sống ở trên tầng 3. Peter thì đang sống ở tầng 2, đúng không? Vậy thì ở tầng 3 nối xuống tầng 2 là ở phía dưới, đúng không? Cái này là ở trên loại này, trên lầu loại này, bên ngoài loại này, bên trong loại này, chỉ còn phương án A là ở tầng dưới. Đó, lầu dưới đó các bạn. Miền, một số miền người ta gọi là lầu á, một số miền gọi là lầu tầng á, tầng lầu thì cũng như nhau các bạn ha. Đó, à, như vậy là ở lầu dưới hoặc là tầng dưới. Ok. Là phương án 2, là câu 2 là phương án A. Rồi, bây giờ chúng ta chuyển sang câu 3. Phần này chỉ có 7 câu thôi. Phần 1 là mã này. Câu 3 là bạn Nga làm thế nào ở Huế này. Các bạn nhìn thấy cấu trúc, các bạn thấy cụm từ gì ra chưa? Cụm từ này là cụm từ chỉ thời gian ở quá khứ. Mà đã là quá khứ rồi thì chúng ta tìm đâu quá khứ đâu. Cái này không phải, cái này không phải quá khứ, này không phải quá khứ. Vậy thì ta đâu cần dịch nữa đâu. Ví dụ ta nhìn vô những dạng câu này, chúng ta thấy đã quá khứ rồi thì chỉ có mỗi cái này là quá khứ thôi, thì ta chọn cái này bỏ hết. Do vậy thì chúng ta đâu có dịch, đúng không? Còn nếu dịch thì Nga sống ở Huế năm ngoái, đúng không? Năm ngoái Nga sống ở Huế. Dễ không các bạn? Tương tự câu này thế này, Lương Lượng có một cuốn tiểu thuyết. Lượng có một cuốn tiểu thuyết, anh ấy dự định sẽ đọc nó, đúng không? Thế thì hai cái này thì loại này, có một cuốn tiểu thuyết anh ấy sẽ đọc nó. Nếu mà các bạn chọn will read này là các bạn không hiểu bản chất vấn đề, mối quan hệ giữa to be going to này, to be going, không phải to be mà sẽ, là hiện tại tiếp diễn mang nghĩa tương lai này, được chưa? À, read chứ, đây không phải, to be going to cộng động từ này. Nó có một trường hợp nữa là hiện tại tiếp diễn mang nghĩa tương lai cũng có, nhưng trong trường hợp này không có. Đến mới cái lớp 8 của chúng ta có khi người ta hơi khó quá, người ta không cho trường hợp đó vào. Người ta chỉ cho hai trường hợp này thôi này, một và hai này, will cộng nguyên mẫu hoặc là to be going to cộng động từ nguyên mẫu. Vậy thì cái will này á sẽ làm cái gì ở tương lai, cái này cũng là sẽ làm cái gì ở tương lai, nhưng cái sẽ này thì nó có kế hoạch và nó dễ thực hiện hơn, có kế hoạch hơn, và nó không phải là một cái ngẫu nhiên, không phải là một cái gì nó ngẫu hứng, không có kế hoạch như bên will. Will này á là làm một cái gì đó nó ngẫu hứng, nó không có kế hoạch. Ví dụ thấy bạn mình mang vác nặng thì mình bảo để đi, tôi sẽ mang cho bạn, thì lúc đó thì cái chữ will này được dùng. Còn dự định làm cái gì có kế hoạch rõ ràng rồi thì phải là to be going to nha. Đó. Vậy thì anh này đã có một cuốn tiểu thuyết mới là chắc chắn anh ta dự định anh ta sẽ đọc, đúng không? Cho nên buộc phải chọn D là như vậy các bạn nha. Câu 4 này các bạn rất dễ sai đó, dễ lộn lắm. Rồi, câu 5. Câu 5 các bạn nhìn đây, câu 5 chúng ta chọn D luôn, nhìn vô thấy ngay là đây. Khi tôi còn nhỏ trẻ, câu này cũng khó chứ không phải dễ. Nếu các bạn không nắm được cấu trúc ngữ pháp câu này á, các bạn rất dễ lộn. Khi tôi còn trẻ, tôi đã từng nè, đã từng sống ở Tân Hiệp. Các bạn nhớ cho mình nè, đã từng như thế nào trong quá khứ, nhưng hiện tại thì ngược lại thì không. Thì người ta dùng cấu trúc used to cộng với một động từ nguyên mẫu. Đây, động từ nguyên mẫu sống này. Đó, used to cộng động từ nguyên mẫu là đã từng làm cái gì đó trong quá khứ, nhưng hiện tại thì không. À, vậy là sao?
Khi tôi còn trẻ, còn nhỏ đó, tôi đã từng sống ở Tân Hiệp. Vậy thì hiện nay này, tôi không còn sống ở Tân Hiệp nữa. Bản chất của thông điệp người ta là như thế. Rồi, câu số 6. Câu số 6 nhìn vô thấy đê luôn. Bởi sao các bạn biết không? Learn này, learn by heart. Learn by heart là học thuộc lòng. À, một số người cố gắng học nhiều từ mới bằng cách học thuộc lòng. À, học nhiều từ mới, learn by heart, học thuộc lòng, nhớ cho mình cả cấu trúc của nó. Đương nhiên danh từ thường vô không có vấn đề gì hết. Đó, các bạn thấy chưa? Đều toàn là những cái cụm từ đi liền với nhau như vậy thôi các bạn nha. Câu 7. Các bạn nhìn vô thấy A luôn. Đây, các bạn nhìn đây nha. Cô Jackson bảo tôi là đưa cho bạn cuốn từ điển này. Cô Jackson bảo mẹ đưa cho con nó trong cái bài unit đó các bạn. Mình là hướng dẫn các bạn học rất là kỹ rồi đó. Vậy thì các bạn nhìn đây. Cô Jackson bảo tôi đưa cho bạn cuốn từ điển này, bảo mẹ đưa cho bạn từ điển này. Cấu trúc ask someone to do something, nhờ ai, yêu cầu ai đó làm cái gì đó. Ok chưa? Đó, câu đó nhờ đó. Rồi, ok, câu phương án A. Câu số 8, câu số 8 các bạn nhìn vô chọn A luôn. Vì sao? Đây, đây cũng là một cấu trúc rất là hay mà các bạn cần phải nhớ kỹ, sau này nó sẽ theo các bạn rất lâu trong quá trình các bạn học tiếng Anh. Nó sẽ theo các bạn rất lâu, hãy nhớ cho mình, lên trên các lớp càng cao các bạn càng gặp lại nó nữa. Trước since là hiện tại hoàn thành, sau since là một cụm từ chỉ ở quá khứ hoặc một mệnh đề ở quá khứ. Nhớ nha, một mệnh đề hoặc một cụm từ ở quá khứ và trước nó phải là hiện tại hoàn thành. Đây quá khứ chưa? Ok, tuần trước này. Đây, trước xin làm hiện tại hoàn thành. Hiện tại hoàn thành đâu? Đây không phải. Đây là hiện tại hoàn thành, đây không phải, đây quá khứ loại. Hiện tại hoàn thành. Nhưng na đây là ngôi số 3, số ít hay số nhiều? Chắc chắn là số ít rồi thì số nhiều loại, đúng không? Have này loại thì chỉ còn A thôi. Has been đó. Na đã ở đây, na đã ở đây từ tuần trước rồi. Đó bạn nhớ, nhớ cho mình cái cấu trúc rất là quan trọng như vậy. Rồi bây giờ chúng ta chuyển sang phần 25 mã. Phần 25 mã của chúng ta là người ta đề nghị mình là ghép lại với nhau, dễ thôi các bạn ơi. 8 câu bên này với 8 phương án bên này từ A đến H. Đây, câu 1 là phương án gì bên này? Các bạn nhìn đây nhá. Bạn có giúp bạn Na nấu buổi tối không? Bạn đã có giúp bạn Na nấu buổi tối không? Thì câu 1 này các bạn chọn C cho mình. Không, câu 1 chọn C này nha, ghi C vào. Không. Anh ta tự nấu. Đó, các bạn thấy chưa? Anh ta tự làm. Nếu các bạn còn nghi ngờ phương án C thì các bạn cứ chừa lại đó đi. Tí nữa những phương án chọn rồi thì ta cứ thế mà chọn. Các bạn cứ chừa lại nha, nếu chúng ta chưa chắc chắn á. Câu 2. Kỹ năng nói này, nói tiếng Anh của bạn thì hơi hơi dở, hơi tồi, hơi dở đó. Thì sao? Bạn nên, câu 2 là phương án A. Bạn nên nói chuyện với người nước ngoài, những người nước ngoài thì phương án A này 99,999% thì ta tạm thời để vậy đấy nha, còn 0,0001 nữa thôi. Những cái sở thích của bạn là gì? Những cái sở thích của bạn là gì? Câu 3 này quá dễ đúng không? Câu 3 này ta có thể chọn 100% luôn. Câu 3, những sở thích của bạn là gì lì? Các bạn chỉ cần chọn câu D. Chúng là, đây câu 3 là câu D nha. Chúng là, đó là những sở thích của tớ là cầu lông và chơi cờ tướng đó các bạn ha. Rồi, vậy thì câu 3 là chọn câu D. Câu 4, tôi có thể giúp bạn được chứ? Thế thì câu 4, tôi có thể giúp bạn được chúng, các bạn chọn câu H cho mình. Đây. Không, cảm ơn, mình ổn. À, như vậy câu này cũng có thể 80-90%, chúng ta cũng có thể để câu hỏi rồi nha. Tí nữa chúng ta lo vậy, vậy thì câu C với câu H ta cứ để đây. Rồi, câu số 5. Chúng tôi nên học những từ như thế nào? Câu số 5 chúng tôi nên học những từ như nào thì câu số 5 là B này. Chúng tôi, đó các bạn sao? Chúng tôi là sao? Nên học chúng trong những cái ngữ cảnh của nó đó. Cái này cũng 90%, chúng ta vẫn cứ để đây thử nha. Đó, còn 90% cũng chưa chắc 100% như những cái kia đâu. Câu số 6. Bạn Ly trông như thế nào đấy nhỉ? Hình dáng cơ thể như thế nào, tính cách như nào vân vân. Vậy thì câu 6 này các bạn chọn E là gần như 100%. E. Cô ấy ngắn nè, cô gọi ta thấp và có tóc xoăn này, thầy đã ghi chữ xoăn rồi, xoăn này các bạn ơi. Có tóc màu đen nhưng bị xoăn. Đó, ok. Câu số 7, bạn Lượng đã từng viếng thăm Đà Lạt phải không?
đã từng các bạn thấy chưa? Dạng câu hỏi thì đưa đít ra trước rồi hỏi you trở về nguyên mẫu này, you trở về nguyên mẫu này. Bạn Lượng đã từng viếng thăm Đà Lạt đúng không? Thế thì câu 7 này thì các bạn chọn câu G chắc chắn. Câu G là no, anh ta không từng, không đã từng. Đó, câu 7 là câu G nha. Và câu cuối cùng, tại sao bạn Hoa đi muộn? Quá khứ này nha. Tại sao bạn Hoa đi muộn? Quá khứ đi muộn á, đi học muộn á. Thế thì câu 8 ta chọn câu cuối cùng còn lại. Bởi vì cô ta thức khuya vào tối hôm trước đúng không nào? Đó, quá khứ này, quá khứ này. Câu 8 chúng ta chọn câu F hoàn toàn chính xác. Như vậy là câu này. Câu 1 là C, câu 4 là H, câu B là câu 5 là B và câu 7 là G. Chúng ta kiểm tra lại từ đầu đến cuối ta thấy nó đều hợp lý hết các bạn. À, như vậy là 1C, 2A, 3D, 4H, 5B, 6E, 7G và 8 là F. Đó các bạn nha. Đó là mình kiểm tra lại là mình thấy ok hết rồi, ổn hết rồi, không có gì hết. Thầy vừa nhìn xong. Rồi như vậy là cái video 1 của kỳ thi học kỳ 1 của chúng ta, đề thứ 2 này tạm thời dừng ở đây. Hẹn các bạn một video nữa là video thứ 2 ở là các phần còn lại của cái đề 2 này luôn các bạn nha. Chứ cái bộ phận kỹ thuật nó không cho phép các bạn xem một lần nhiều quá, thời gian lâu quá các bạn cũng mệt đúng không? Cho nên là thầy quay 2 video cho các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn các bạn ở video thứ 2 các bạn nha. Rồi.